Xin kính chào quý vị và các bạn. Kính mời quý vị và các bạn đón xem chương trình bản tin Heritage Space số 28 của Ban Quản lý Tòa nhà Dolphin Plaza. Vào ngày 12 tháng 1 năm 2015, tại tầng 1 của Heritage Space, chương trình nghệ thuật kết nối tình bạn bắt đầu tuần lễ triển lãm hội họa và điêu khắc của học sinh đến từ 3 trường gồm học sinh khiếm thị trong ngôi nhà nghệ thuật trường Nguyễn Đình Chiểu Hà Nội và học sinh khiếm thị trung tâm VBA Hải Dương, đặc biệt có sự góp mặt những tác phẩm của học sinh trường nghệ thuật Tome Lila đến từ Thụy Điển. Cuộc triển lãm này đánh dấu sự phát triển của chuỗi hoạt động trong dự án Nghệ thuật vượt qua thị giác. Phòng trưng bày hơn 100 bức tranh và 200 sản phẩm được chọn lọc. Những sáng tác của các em thể hiện thế giới xung quanh bằng cảm nhận riêng của mình với tất cả các giác quan, loại trừ đôi mắt hoặc chỉ là đôi chút thị lực còn sót lại. Với mục đích nhằm đưa nghệ thuật đến với người khiếm thị như một liệu pháp, giúp người khiếm thị giải tỏa tâm lý, vượt qua những tự ti, mặc cảm để lạc quan, tự tin hòa nhập cuộc sống. Ngày Chủ nhật 18 tháng 1 năm 2015, tại sảnh giữa của Heritage Space, Intercity kết hợp cùng Heritage Space và Bigtime.vn tổ chức đêm nhạc trong tranh, trưng bày 4 trong số những mảnh ghép muôn màu của bức tranh liêm chính dài nhất Việt Nam, đồng thời mở màn kêu gọi gây quỹ cho hoạt động xã hội đầu tiên tại Việt Nam. Tất cả số tiền thu được sẽ dùng để tiếp tục cuộc hành trình qua 64 tỉnh, thành phố để hoàn thành bức tranh liêm chính dài nhất Việt Nam, đồng thời tiếp tục phát triển mạng xã hội thànhpholiêmchính.com. Thông qua âm nhạc và hội họa, dự án muốn lan tỏa góc nhìn gần gũi nhất về liêm chính tồn tại trong đời sống thường ngày, thể hiện tiếng nói của một thế hệ về lối sống liêm chính và những giá trị sống dường như đã bị bỏ quên bên lề của xã hội. Nhắm mắt lại để thấy liêm chính bình dị quanh ta, những bức họa là góc nhìn gần gũi nhất về liêm chính tồn tại trong đời sống thường ngày, xóa tan lối mòn suy nghĩ về những rào cản to tát. Intercity, thành phố liêm chính, kêu gọi thúc đẩy hành động của họ từ những điều đơn giản nhất.